Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Diomio. Trong video lần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hai nhân vật, đó chính là Ophelia và Cyrus ở trong tựa game Octopath Traveler. Vậy trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu story của 8 nhân vật còn lại trong tựa game này. Và đây có lẽ sẽ là một video khá dài. Chính vì vậy, hãy chuẩn bị đồ ăn và thức uống và cùng thưởng thức với bọn mình nhé. Trước khi vào phần chính của video thì cho mình xin phép quảng cáo một chút. Đó chính là nếu như các bạn là một người đam mê công nghệ cũng như sản phẩm liên quan đến gaming chủ yếu, ví dụ laptop, chuột, bàn phím máy tính, thì đừng quên đăng ký kênh Instagram của bọn mình. Đây là kênh video chuyên về công nghệ, review đánh giá sản phẩm cũng như những cái video liên quan đến đời sống công nghệ. Hãy ủng hộ bọn mình bằng cách truy cập vào đường link mình để trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu video thôi. Nhân vật đầu tiên mà chúng ta nói đến trong video này chính là Cesare Cozioni. Cesare là một cô bé sống tại một thị trấn cảng có tên là Riptide và thuộc class khởi đầu là Merchant hay còn được gọi là thương nhân. Cô là con gái chủ của một cửa hàng nhỏ lâu đời thị trấn. Cuộc sống hàng ngày của cô bé gắn liền việc phụ giúp cửa hàng của gia đình, nhưng với bản tính lanh lợi và yêu thích sự khám phá, cô thỉnh thoảng tự đặt những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống bản thân và điều cô thực sự muốn là bên cạnh sự lựa chọn là kế thừa lại cửa hàng của cha mẹ. Câu chuyện bắt đầu khi Cesare thức dậy và giúp công việc của cửa hàng như mọi ngày. Sau khi mua các món hàng từ những thương nhân đầu mối, cô bé còn đang mải suy tư về cuộc sống bản thân thì một con tàu cập cảng. Tò mò vì đây là một con tàu lạ lần đầu tiên tới đây, cô nhanh chóng chạy đến và gặp thuyền trưởng của tàu là Leon. Lần đầu nhìn thấy một thuyền buôn từ phương xa, cô nhanh chóng xin Leon lên thuyền xem một chút, nhưng anh chàng lại từ chối vì chưa tin tưởng cô bé. Bất ngờ, từ phía chợ xảy ra tiếng cãi lộn, một toán cướp biển đang trắng trợn chấn lột những người bán hàng. Bất bình về hành vi của lũ cướp và quyết tâm đuổi lấy lại những gì đã bị cướp, Cesare theo lời khuyên của Leon mua một số thảo dược trên tàu của anh để bào chế thuốc mê, hòa với rượu đem vào cho đám cướp uống và sẽ lấy lại những đồ bị cướp khi bọn chúng đang mê man. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, nhưng đến phút cuối, cô bé bị những tên chưa bị ngấm thuốc mê cùng đồng bọn bao vây và buộc phải chống cự lại chúng. May mắn thay, thuyền trưởng Leon đã xuất hiện và cứu cô. Tiết lộ bản thân chính là tên cướp biển nổi tiếng Leon Bachel đã khiến cho lũ cướp kia hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi đem trả lại đồ cho mọi người trong thị trấn, Leon thấy thú vị vì sự dũng cảm của Cesare. Anh đã cho phép cô bé được chọn lấy một món đồ trên tàu của mình. Trước muôn vàn những món bảo vật từ khắp các phương xa, Cesare lại bị cuốn hút bởi một cuộc nhật ký cũ kỹ với nội dung về các miền đất mà tác giả đã đi qua. Leon cho biết đây là cuốn nhật ký từng thuộc về một hành khách ở trên tàu. Cô đọc nó mà trong lòng bùng lên khát khao mãnh liệt được chu du qua vùng đất mới, quyết định lên đường theo dấu chân của tác giả và sẽ ghi lại hành trình của mình và một nửa còn trống trong cuốn nhật ký. Theo những ghi chép của chuyến nhật ký, Cesare đã đến Quarry Crest, một nơi nổi tiếng với các mỏ vàng. Trong lúc khám phá thành phố, cô đã phát hiện ra một loại đá đặc biệt, phát ra ánh sáng rất đẹp và được lau chùi kỹ càng. Và vốn bản tính nhanh nhạy của một nhà buôn, Cesare đã bắt đầu bán lại các loại đá này và việc kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Tuy nhiên, cô bất ngờ gặp phải đối thủ cạnh tranh khác là cậu nhóc Ali. Cùng bán một mặt hàng, lại mở tiệm ngay đối diện nhau, nhưng Ali với tài ăn nói khéo léo đã thu hết được sự chú ý của mọi người. Còn Cesare, do đã quen việc bán đồ tại thị trấn nhỏ nơi có ít sự cạnh tranh, đã thua hoàn toàn. Với cô, thương nhân chỉ cần bán những gì khách cần, còn với Ali, cậu ta bán những gì khách muốn và khiến họ cảm thấy vui. Sự khác biệt đó là bài học đầu tiên về nghệ thuật buôn bán mà Cesare học được. Cả hai coi nhau từ đối thủ từ đó. Dù coi nhau như là đối thủ cạnh tranh, cả hai vẫn sòng phẳng trong quan hệ và kể cho nhau nghe về gia đình mình. Ali, vốn ngưỡng mộ người cha thương nhân có thể bán cát giữa sa mạc với không một lời nói dối trá nào, đã quyết noi gương ông trở thành một thương nhân xuất sắc với phương châm: ngôn từ chính là vũ khí. Giữa lúc cả hai đang trò chuyện thì tên địa chủ Moloch xuất hiện và đòi tịch thu số đá của cả hai với lý do hắn là người cai quản toàn bộ việc buôn bán trong thành phố. Ali vốn là người căm ghét cả Moloch vì lão đã trả rẻ mạt cho những người thợ mỏ để rồi bán số vàng họ đào được với giá gấp 10 lần, đã phản kháng lại và liền bị thuộc hạ của hắn là Omar đánh ngất và đưa về dinh thự của hắn. Cesare đột nhập vào dinh thự của lão ta để cứu Ali và chỉ trích cách kinh doanh tham lam và ích kỷ của Moloch. Tuy nhiên đáp lại, hắn ta chỉ cười khỉnh trước tư duy kinh doanh của hai đứa trẻ. Moloch cho Cesare biết rằng cha của Ali bị giới thương nhân gọi là tên lừa đảo và đã bị phá sản khi bị lừa bởi một người bạn. Lão ta khinh thường hai đứa trẻ và cho rằng với một thương nhân thì lợi nhuận chính là tất cả, tiền có thể mua được mọi thứ. Trước sự nhạo báng của lão, Cesare càng quyết tâm bảo vệ Ali, đánh bại tên vệ sĩ Omer và đuổi Moloch ra khỏi thành phố. Ali cảm ơn Cesare, kể cho cô sự thật, tin đồn cha cậu lừa đảo thực chất là do những kẻ ganh ghét tài ăn nói của ông dựng lên. Tuy vậy, đúng là ông đã phá sản vì niềm tin sai lầm vào bạn bè. Dẫu vậy thì cậu vẫn tin tưởng vào triết lý buôn bán của cha và hẹn Cesare sẽ cùng gặp tại hội chợ các thương nhân diễn ra ở Grand Port. Cô bé đồng ý với Ali và quyết định sẽ tới Grand Port. Trước khi tham gia hội chợ sẽ diễn ra tại đây, Cesare đến Victor Hollow nhằm tìm cho mình một món bảo vật đủ tầm cạnh tranh tại hội chợ.
tại khu chợ thành phố, cô để ý đến một tấm bản đồ của một thương nhân bày bán. Thuyền trưởng Leon tình cờ có mặt tại đây, xác nhận với cô tấm bản đồ này là thật và từng thuộc về người tri kỷ đã mất của anh là Botaza. Chester mua lại tấm bản đồ và đem tới cho Leon vì nghĩ anh sẽ cần đến nó. Cảm kích sự quan tâm của cô, Leon đã kể cho cô bé về câu chuyện năm xưa khi anh và người bạn của mình vẫn còn là hai tên cướp biển vang danh, được biết đến là Sea Serpent và White Eagle. Từng cùng nhau trải qua vô vàn khó khăn từ hồi nhỏ, rồi lớn lên trở thành hai cướp biển khét tiếng. Nhưng người bạn của anh lại khác với anh. Anh ta chưa từng muốn làm cướp biển, mà việc trở thành một nhà buôn mới chính là ước muốn quý giá nhất. Đó chính là kho báu của riêng anh. Ước muốn này lớn dần cho đến khi cả hai cùng nhau cá cược trong một cuộc đua thuyền giữa một cơn bão. Nếu Leon thắng thì người bạn của anh sẽ đưa viên đá quý mà Leon muốn cho anh. Đổi lại, nếu Batazza thắng thì Leon sẽ buộc phải giao kho báu của anh cho Batazza. Kết quả trận đấu là Batazza thắng, nhưng con thuyền của anh đã vỡ tan gần bờ biển. Leon nhận định tấm bản đồ chính là nơi cất giấu viên đá quý độc nhất vô nhị trên đời mà Batazza từng đem ra cược. Vì đã thua trong cuộc đua, Leon không có tư cách để đi tìm nó mà giao lại cho Chester. Cô bé theo chỉ dẫn của bản đồ tìm được viên đá quý cùng một lá thư. Cô đem nó đến cho Leon, nội dung chỉ có một câu hỏi và dường như dành cho chính Leon. Anh đã tìm thấy kho báu quý giá nhất của mình chưa? Đến đây thì Leon đã nhớ về điều người bạn của mình đã nói về kho báu quý giá nhất, thứ mà khiến bản thân sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì nó. Anh thú nhận với Chester rằng sau cái chết của người bạn thân mình, Leon cũng đã bắt đầu tự hỏi về nghiệp cướp biển của mình và kho báu của bản thân. Cuối cùng thì anh quyết định sửa lại con tàu của Batazza, bỏ nghề cướp biển và trở thành thương nhân như một cách để tưởng nhớ đến người bạn đã mất của mình. Dường như Leon đã tìm thấy kho báu của riêng mình. Leon và thuyền viên rời thị trấn, còn Chester mang viên đá quý có được đến Grand Port để tham gia hội chợ các thương nhân, nơi mà diễn ra một cuộc thi tìm ra người có bảo vật quý giá nhất. Tuy nhiên, câu chuyện của Leon và người bạn của mình khiến cô bé cứ suy tư quanh câu hỏi: kho báu quý giá nhất của đời cô là gì? Trong lúc đang khám phá thành phố sầm uất, Chester tình cờ giúp một cô bé tật nguyền có tên là Noa, con gái của một quý tộc giàu có. Vốn yếu đuối từ nhỏ, Noa dành phần lớn thời gian trong nhà và ước mơ cô bé được chu du khắp nơi. Cô đến đây với mong muốn tìm được kho báu của bản thân. Điều này làm cho Chester thấy đồng cảm với nét tương đồng giữa cả hai. Cô tiếp tục khám phá khu chợ trong thành phố và trong khi mải ghi chép những điều thấy vào cuốn nhật ký mang theo, thì một phụ nữ khả nghi đã trộm mất cuốn nhật ký của cô. Với sự giúp đỡ của người bạn Ali, Chester đã biết được kẻ ăn cắp có tên là Esmeralda và cô đuổi theo và đòi lại cuốn sổ đó. Dù đã mất công ăn cắp nhật ký của Chester, nhưng khi bị cô bé đuổi kịp, thì Esmeralda chỉ đơn thuần ném trả lại vì nó hoàn toàn vô giá trị. Tuy nhiên, cô ta vẫn định thủ tiêu Chester để bịt miệng. Cuộc đấu tranh với Esmeralda kết thúc với phần thắng thuộc về Chester. Chester nhanh chóng quay trở lại hội chợ trong cuộc thi giữa các món bảo vật sau tất cả những điều đã trải qua. Thay vì đưa viên đá quý có được ở Victor Hollow, cô quyết định món bảo vật quý giá nhất của mình là quyển nhật ký và kể về cuộc hành trình của mình. Vị giám khảo, chính là cha của Noah, đã cảm động trước tinh thần của Chester và chọn cô là người thắng cuộc, bởi quyển nhật ký này chính là món quà quý giá nhất cho người con gái luôn muốn khám phá thế giới của ông. Cuộc thi đã kết thúc, Chester được một người tự xưng là người thợ đã đóng lên cuốn nhật ký kho báu của Chester bắt chuyện. Qua người thợ này, cô đã biết được tên tác giả là Graham Cosford. Chester sau cuộc phiêu lưu đã quyết định trở về quê nhà và chuẩn bị bắt đầu tự mình viết nên câu chuyện về chuyến đi của riêng cô. Có thể thấy cuộc hành trình của Chester là một cuộc hành trình tự mình đi tìm lý tưởng và mục đích sống. Dù chất xúc tác chỉ là một sự tình cờ khi tìm thấy một cuốn nhật ký về một cuộc hành trình còn đang dang dở, nhưng với quyết tâm mãnh liệt muốn khám phá bản thân, cô gái bé nhỏ đã ngay lập tức chọn con đường hiểm nguy là khăn gói lên đường, đi tìm hướng đi cho chính mình, thay vì chỉ đơn thuần là an nhàn tại thị trấn rồi thừa kế cửa hàng của gia đình. Câu chuyện của Chester mang sức mạnh truyền cảm hứng, động viên con người hãy luôn mạnh dạn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống để có thể khám phá được bản thân, sống tích cực và sống có ích. Hình ảnh cô bé Chester tuy còn nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ chín chắn tự lập, cùng với một thái độ cương quyết chống lại cái ác và bảo vệ quan điểm của bản thân, cũng như người khác là điểm sáng ở trong câu chuyện này. Các nhân vật khác như cậu bé Ali, thuyền trưởng Leon, cô bé Noah tuy chỉ là những nhân vật phụ nhưng cũng được xây dựng đầy đủ và câu chuyện cùng kho báu của họ đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển vật chính là Chester, khiến cho câu chuyện của Chester có thể coi như là một trong những câu chuyện hay nhất trong tựa game này. Câu chuyện tiếp theo chính là về Oberyn. Oberyn là nhân vật khởi đầu thuộc club Warrior hay là chiến binh. Đúng như lớp nhân vật của mình, ông từng là một cựu hiệp sĩ nổi tiếng bảo vệ nhà vua của vương quốc tên là Hornburg nhưng đã bị diệt vong. Tuy nhiên, trong cuộc chiến bảo vệ vương quốc khỏi cuộc xâm lăng, hiệp sĩ Ohr, người bạn chiến đấu thân thiết của ông, bất ngờ phản bội và ám sát nhà vua. Mất đi chủ nhân hay là người Oberyn cần bảo vệ, ông cũng mất luôn mục tiêu cầm kiếm, trở thành một lính đánh thuê lang thang và cuối cùng lưu lạc đến ngôi làng hẻo lánh có tên là Cobblestone và sống cùng người dân ở đây. Đây là một làng nghèo, hẻo lánh nhưng không vì thế mà cuộc sống người dân ở đây được yên bình và an toàn. Lũ trộm cướp luôn trực chờ cướp bóc ngôi làng, buộc dân làng phải tự mình trang bị vũ khí, đào tạo đội ngũ bảo vệ làng. Oberyn đảm nhiệm vai trò trưởng đội bảo vệ này, ngày này qua ngày khác chỉ huy và huấn luyện những thành viên của đội chiến đấu.
và trong làng có một cậu nhóc có tên là Philip, rất ngưỡng mộ Beric và thường hay tham gia khóa huấn luyện của ông, với ước mong sớm trở thành người đàn ông trưởng thành và có thể bảo vệ cho gia đình và dân làng. Một ngày nọ, một toán sơn tặc bất ngờ tấn công ngôi làng, Beric cùng đội bảo vệ nhanh chóng đẩy lui cuộc tấn công. Tuy nhiên, cậu nhóc Philip đã bị bọn chúng bắt đi. Ông liền một mình tới hang ổ của lũ đạo tặc và đấm tay đôi với tên thủ lĩnh là Gaston. Trong lúc đạo kiếm, Beric nhận ra thanh kiếm Gaston sử dụng chính là thanh kiếm kẻ phản bội đã từng dùng. Đánh bại Gaston, Beric nói danh tính thật của mình và cho hỏi về nguồn gốc của thanh kiếm. Thì được biết, Gaston đã nhận thanh kiếm này cùng sự chỉ dạy của Urhart trong một băng lính đánh thuê. Dù cũng không biết tung tích hiện nay của hắn ta, nhưng một người nữa cũng được ông ta dạy kiếm là Gusta hiện đang ở Victor Hollow. Dựa vào manh mối này, Beric đã quyết định lên đường tìm kiếm Urhart và cả lý do để ông tiếp tục cầm kiếm. Khi đến nơi, Beric biết được rằng Gusta hiện đang là đấu sĩ số 1 trong đấu trường thành phố. Để có thể gặp được anh ta thì Beric với sự trợ giúp của hai người môi giới đấu sĩ đã tìm được cách để giành quyền tham dự vào cuộc đấu bằng việc đánh bại một thí sinh trong giải và giành lấy suất tham dự của anh ta. Trong phòng chờ, Gusta chủ động bắt chuyện với Beric, anh ta dường như biết rất nhiều về ông từ người sư phụ là Urhart và hỏi Beric mục đích cầm kiếm của ông là gì. Trước sự im lặng của Beric, anh ta hẹn ông sẽ nói tung tích của Urhart chỉ khi Beric chiến thắng anh ta trong giải đấu. Giải đấu diễn ra, Beric vượt qua Joshua, kiếm sĩ chiến đấu vì tình yêu với một người con gái. Và tiếp theo là cả hiệp sĩ Archibald, đấu sĩ chiến đấu để hoàn thành ước nguyện vô địch của người cha đã mất và giáp mặt Guster trong trận chung kết. Dù vẫn chưa trả lời câu hỏi của Guster, Beric vẫn vung kiếm đánh bại anh với mục tiêu tạm thời là tìm được Urhart. Guster giữ lời và nói cho Beric tung tích hiện tại của sư phụ của mình, đồng thời cũng kể nguyên nhân ông ta ám sát nhà vua là để trả thù cho quê nhà đã bị nhà vua bỏ mặc và tàn phá bởi chiến tranh. Và khi ước muốn trả thù đã thỏa mãn, Beric tự hỏi, phải chăng Urhart cũng như ông mất đi mục đích cầm kiếm? Beric tiếp tục lên đường thị trấn Westping tìm Urhart. Tại đây, Beric dò hỏi người dân trong thị trấn thì được biết, hắn ta thường được người dân ở đây ngưỡng mộ như một vị anh hùng vì những chiến công trong việc bảo vệ cuộc sống của họ khỏi cuộc tấn công của những Lizardmen. Chính vì lý do đó, khi mà Beric là người đồng đội với cả người anh hùng của thị trấn này, nên ông cũng đối xử rất trịnh trọng. Khi mà Beric đang định hỏi về Urhart, thì một lực lượng đông đảo các Lizardmen đang định tấn công thị trấn, khiến cho Beric cùng những người lính của thị trấn phải chiến đấu. Sau khi đẩy lui những tấn công của bọn này, thì biết được Urhart đang một mình tiến vào hang ổ của Lizardmen nhằm tiêu diệt tên thủ lĩnh, Beric ngay lập tức đuổi theo. Trong hang ổ của kẻ xấu, Beric đã gặp người bạn cũ của mình đang chiến đấu. Với ưu tiên bảo vệ thị trấn, cả hai chia nhau tìm và diệt tên thủ lĩnh, kỷ niệm về làng Copperstone, về những đấu sĩ tại Victor Hollow và về những người lính tại Westwing ùa về, giúp Beric đã tự mình trả lời được câu hỏi của Guster. Ông cầm kiếm là để bảo vệ những người yếu thế, những người cần sự giúp đỡ. Lần này, thanh kiếm của Beric vung lên, tiêu diệt thủ lĩnh của tên Lizardman là để bảo vệ cuộc sống của người dân Westwing. Sau khi giải quyết xong đám Lizardman, đến lượt Urhart thú nhận về Beric ham muốn trả thù năm xưa. Tuy nhiên, dù đã trả thù thành công, anh ta lại trở nên trống rỗng, tiếc nuối những ngày tháng sát cánh cùng đồng đội trong đội hiệp sĩ, hối hận vì đã giết chết một vị vua tốt. Urhart cũng như Beric lang thang khắp nơi tìm kiếm sự cứu rỗi và mục đích để cầm kiếm. Cho tới khi đến được Westspring và tham gia bảo vệ thị trấn này, hiểu tâm tư của Urhart, Beric đã thách đấu anh ta và đánh bại anh trong cuộc đấu tay đôi, qua đó giết chết những hối hận và đau khổ trong lòng Urhart, để anh có thể tiếp tục bảo vệ Westspring như là mục tiêu mới của mình. Beric tha thứ cho Urhart và hướng về Riverford để tìm kiếm kẻ thực sự giật dây phía sau Urhart, đó chính là Warner. Từng là thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê, Warner hiện tại đang là lãnh chúa của Riverford. Dưới sự cai trị của lão, nơi đây có tình hình an ninh vô cùng bất ổn và luật lệ thì tàn bạo. Chính vì lẽ đó, người dân trong thành bí mật tập hợp thành một lực lượng nổi dậy để lật đổ sự cai trị của Warner. Nhờ vào các thành viên trong quân kháng chiến mà Beric gặp được Harold, thủ lĩnh của phe kháng chiến và cũng là con trai của lãnh chúa trước, Beric đồng ý giúp Harold lật đổ Warner. Kế hoạch của Harold là tập kích vào dinh thự của Warner trong một con đường ngầm. Tuy nhiên, Warner bất ngờ tập kích lực lượng kháng chiến khiến họ thiệt hại nặng. Beric tưởng một lần nữa phải bất lực nhìn những người ông không thể bảo vệ mất mạng, thì Urhart xuất hiện kịp thời, cả hai cùng nhau đột phá vòng vây. Và khi Urhart ở lại cầm chân toán lính, thì Beric đuổi theo Warner đến sao huyệt của hắn. Cuối cùng, thanh gươm bảo vệ kẻ yếu của Beric đã đánh bại được gươm chỉ dùng cho lợi ích cá nhân của Warner. Bại trận, Warner nói nguyên nhân hắn âm mưu lật đổ vương quốc Hobart vì nơi đây có một thứ được gọi là Gate of Phoenix. Beric định tra khảo thêm thì Warner đã tự sát. Cuộc nổi dậy ở Riverford đã kết thúc. Beric giao quyền lãnh đạo thành phố lại cho Harold và trở về Copperstone, nơi ông đã quyết tiếp tục sẽ bảo vệ nó bằng thanh kiếm của mình. Sự chào đón nồng nhiệt của dân làng và cậu nhóc Philip càng giúp cho Beric thấy nơi này chính là ngôi nhà của mình. Beric là một kiếm sĩ và sử dụng kiếm là việc duy nhất ông làm được. Chính vì thế, với Beric, mất đi mục đích cầm kiếm chính là mất đi mục đích sống.
Như vậy, so với câu chuyện của Chester là đi tìm lý tưởng sống, thì câu chuyện của Oberic là đề cập đến một khía cạnh mới, niềm tin và lý tưởng sống của bản thân sau vấp ngã. Cả cuộc hành trình của Oberic là để tìm lại lý tưởng của bản thân, nhưng thực chất là lý tưởng đó vốn vẫn chưa hề bị mất đi, bởi ông vẫn vô thức bảo vệ những người dân làng Copperstone. Chỉ là trước kia, mục đích sống của Oberic bị định danh rõ ràng là hướng vào nhà vua, nên khi mà đối tượng này không còn đã khiến cho Oberic mất đi đối tượng cụ thể để hướng tới, làm cho ông lầm tưởng rằng mình đã mất đi mục đích sống và nghi ngờ vào giá trị của bản thân. Kết thúc của hành trình, Oberic đã xác nhận lại và phát triển lý tưởng sống của mình. Nó không còn là hướng vào một cá nhân cụ thể nữa mà đã mở rộng, bao quát ra tất cả mọi người. Thông điệp qua câu chuyện của Oberic chính là dù cho có vấp ngã, hãy luôn vững tin vào giá trị bản thân và con đường mình đã lựa chọn, và chúng không bao giờ biến mất mà sẽ luôn là ngọn đèn âm thầm chỉ lối cho ta bước tiếp. Sự phát triển nhân vật Oberic được xây dựng một cách cực kỳ độc đáo. Có lẽ sẽ là quen thuộc hơn khi mà mô típ người hiệp sĩ báo thù cho chủ cũ được áp dụng. Nhưng ở đây, Oberic không đi tìm sự trả thù mà lại đi tìm giá trị lớn lao hơn để bản thân tiếp tục sống. Nếu chỉ là đơn thuần đi báo thù, Oberic rồi cũng sẽ có kết cục giống như Erhard, trống rỗng và vô định. Oberic không mù quáng tin vào con người, mà điều ông tin chính là lý tưởng con người đó truyền lại. Nhờ sự sáng suốt đó, ông, từ một hiệp sĩ chỉ biết đảm nhận nhiệm vụ được giao một cách ngoan ngoãn, thì đến cuối story đã trở thành một người mang theo lý tưởng cao đẹp, kế thừa của những người đi trước, tự mình áp dụng nó vào cuộc sống sau này. Đây chính là nét riêng cho câu chuyện của Oberic mà người chơi có thể áp dụng cho cuộc sống của bản thân. Câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ nói về một nhân vật có tên là Primrose. Cô là một nhân vật thuộc class Dancer hay là Vũ Công, sống tại Sunset, vốn là con gái của lãnh chúa vùng Noble Court. Vì một lý do bí ẩn, cha của cô đã bị một nhóm ba tên mặc đồ đen ám sát. Primrose khi đó đã nhìn thấy hình xăm hình con quạ của ba tên giết người đó và thề sẽ truy tìm cả ba để trả thù cho cái chết của cha mình. 10 năm sau, Primrose sau quãng thời gian dài lưu lạc đã trở thành vũ nữ xuất sắc nhất trong quán rượu ở Sunset. Tài năng và sắc đẹp của cô khiến cô là mục tiêu quấy rối của những vũ nữ khác. Chỉ có duy nhất một người là Zufusa đối xử tốt với cô. Tuy nhiên, mối thù giết cha vẫn âm ỉ trong trái tim cô, ngay cả khi cô đang nhảy mua vui trong quán rượu. Hagenis, tên tú ông của các cô gái trong thành, đã nhận ra sự sao nhãng của cô khi nhảy. Vì thế, hắn bắt cô phải đi trực tiếp đi chào mời khách như một sự trừng phạt. Bằng sắc đẹp và sự quyến rũ của mình, Primrose đã nhanh chóng mời chào những tay chơi giàu có đến quán rượu của hắn ta. Vào lúc đang tiếp khách, cô phát hiện một vị khách cũng có hình xăm quạ trên cánh tay trái và biết chắc rằng đây chính là một trong những tên giết người năm xưa. Zufusa đã đánh lạc hướng giúp cho Primrose có thể thoát khỏi quán rượu để bám theo tên giết người. Cô nghe lén được hắn và tên chủ Hagenis đang bàn với nhau về việc đưa cô gái đến một nơi nào đó trên một tấm bản đồ. Đuổi theo mục tiêu có một hầm mộ bỏ hoang, Primrose bất ngờ thấy ông chủ của mình và tay sai đang chờ sẵn. Hắn cũng lôi Yusufa ra và nhẫn tâm đâm cô gái, đá cô xuống dưới chân Primrose như một lời cảnh báo rằn mặt. Tuy nhiên, nó chỉ càng làm cho quyết tâm của cô bùng cháy dữ dội hơn. Sau đó, cô giết Helgenis, đồng thời dựa vào tấm bản đồ lấy từ xác của hắn, cô tìm đến nơi ẩn náu của kẻ có hình xăm quạ trên tay trái, đó là ngôi làng Still Snow. Primrose đến với Still Snow, thu thập thông tin để những người dân và gặp được Ariana, người từng là hầu gái cho gia đình cô. Ariana cho biết kẻ Primrose đang tìm chính là một quản lý của một nhà thổ bí mật ở trong vùng, mà bản thân cô cũng phải làm việc ở đây. Giao dịch giữa hắn và Helgenis chính là việc đưa thêm các cô gái làm việc tại nhà thổ này. Để có thể tiếp cận mục tiêu, Primrose giả dạng là một cô gái mới được chuyển đến trong chiếc xe ngựa, trở đến cơ sở nhà thổ. Trên đường đến với mục tiêu, cô nhớ về những điều cha cô đã dạy và kể về Ariana về tôn chỉ của gia đình. Niềm tin sẽ là tấm lá chắn của con. Cô tự hỏi mình tin vào điều gì. Đến nơi, Ariana chỉ cho Primrose con đường bí mật dẫn vào phòng riêng của tên có hình xăm quạ. Cô giáp mặt kẻ giết người, Rufus, và kết liễu hắn bằng con dao mang bên mình. Manh mối Rufus lại dẫn cô trở về quê nhà Noble Court. Trước khi ra đi, Ariana hỏi Primrose về điều mà cô tin tưởng. Không thể trả lời câu hỏi đó, Primrose đành thú nhận cô hiện tại chỉ biết tiếp tục trả thù mà thôi. Trở về với quê nhà, Primrose bất ngờ vì sự suy đồi tại đây so với khi cha cô còn cai quản. Cô nhận ra Revolo, vị đội trưởng đội lính gác năm xưa, một người bạn của cha cô. Bất ngờ hơn, Primrose còn gặp cả Simeon, người làm vườn cho cha cô và có thể coi là mối tình đầu tiên của cô khi còn nhỏ. Vốn là khiếu thơ văn, Simeon tặng Primrose những bài thơ mà anh tự viết. Và với Primrose, đó là những bảo vật vô cùng quý giá trong những năm tháng ngày lưu lạc. Gặp lại anh chàng này khiến cho Primrose dâng trào cảm xúc trong tim, nhưng cô vẫn tạm thời gạt chúng đi để tiếp tục nhiệm vụ báo thù cho cha. Cô chủ động tiếp cận Revolo và được biết những điều đã xảy ra sau khi cha cô mất. Quan trọng nhất là những kẻ mà cô đang đối đầu, tổ chức The Obsidians. Primrose thuyết phục Revolo dẫn cô vào trong hang ổ của tổ chức này trong thành phố, nhờ đó chạm trán trực tiếp mục tiêu thứ hai là Albus, tên đội trưởng biến chất dưới quyền của cha cô năm xưa. Primrose tặng cho hắn kết cục giống như Rufus. Ngay sau đó, Simeon bất ngờ xuất hiện và đâm cô.
hé lộ việc hắn chính là kẻ thứ ba, tên chủ mưu đã tham gia giết cha cô qua hình xăm quạ trên cổ. Simeon bỏ mặc Primrose chờ chết, nhưng cô được Revelo cứu kịp thời. Và trong cơn mê, Primrose mơ về kỷ niệm của cô với Simeon năm xưa, và yêu càng đậm thì hận càng sâu. Dẫu cho vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, Primrose vẫn lên đường hướng tới thành phố Everhoe, nơi mà Simeon đang chờ. Trận chiến cuối diễn ra tại nhà hát của thành phố này, nơi đang diễn ra vở kịch do Simeon viết. Nhận ra Primrose đã đến, hắn ta thích thú mời cô lên chỗ ngồi cao nhất của nhà hát nơi hắn đang đứng. Mục đích là để cho cô có thể nghe được nội dung vở kịch, thực chất chính là lấy từ bi kịch cuộc đời của cô. Từng sự kiện đã có diễn viên thể hiện trên sân khấu, ngày Primrose ra đời, kỳ vọng của cha dành cho cô, rồi đến ngày cha cô bị giết. Giận dữ vì cuộc đời mình bị Simeon đem ra chế giễu, cô nhanh chóng đến giáp mặt kẻ thù cuối cùng tại tầng cao nhất của nhà hát. Simeon không hề sợ hãi, mà hắn càng tỏ ra phấn khích khi giáp mặt với Primrose. Biết rằng cô rất kính ngưỡng lời cha dạy, hắn ta cố làm nhụt chí cô bằng câu hỏi: đây có thực sự là điều mà cha cô muốn hay không? Primrose sững sờ trước câu hỏi đó, dường như không thể ra tay được nữa. Tuy nhiên, ký ức của cô về người cha ùa về, cô vững vàng và trả lời Simeon: đây không phải những điều cha cô muốn, nhưng nếu không kết thúc mọi chuyện, cô sẽ không thể bước tiếp. Simeon bị đánh bại, và khi con dao của Primrose từ từ đâm vào ngực hắn ta, hắn vô cùng vui sướng vì cuối cùng đã thấy được vẻ đẹp và đoạn kết đầy cao trào của vở kịch cuộc đời Primrose. Hoàn thành việc báo thù, cô trở về quê hương, nhưng lòng đầy trống rỗng đứng trước mộ cha. Cô tự hứa với cha sẽ tiếp tục sống để một ngày nào đó lại tìm thấy được hạnh phúc của cuộc đời. Câu chuyện này tiếp tục với chủ đề về lý tưởng sống, nhưng khác với Chester và Oberic. Câu chuyện của Primrose lại đưa người chơi theo hành trình thoát khỏi cuộc ràng buộc trong quá khứ của cô. Ràng buộc ấy là lời cha cô về niềm tin và mối thù giết cha, tạo nên một sự xung đột nội tâm diễn ra suốt cuộc hành trình của Primrose. Suốt bao nhiêu năm lưu lạc, cô không thể hạnh phúc vì luôn bị khát vọng báo thù cha cô dày vò. Nhưng khi mà cô đã chọn con đường báo thù, thì những lời dạy của cha cô lại suýt nữa làm cho cô gục ngã trên hành trình này. Primrose muốn được sống như lời cha dạy, nhưng cô lại không thể tha thứ những kẻ đã giết ông. Đến cuối cùng, việc cô ra tay giết Simeon có thể coi là đúng đắn, bởi nếu không làm vậy, cô chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc. Tuy nhiên, việc trả thù vẫn có cái giá của nó. Những tổn thương gây ra cho Primrose khó có thể hàn gắn. Cái chết của những người yêu quý cô, nỗi đau bị mối tình đầu phản bội. Đó là lúc niềm tin của cha cô dậy tỏa sáng, sẽ nâng đỡ cho Primrose vững tin vào một tương lai nơi cô sẽ lại tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Cô bằng sự lựa chọn của bản thân đã tự hóa giải các mâu thuẫn trong lòng, đem lại một kết thúc vừa đóng vừa mở cho câu chuyện của mình. Có lẽ, nhân vật Primrose là nhân vật được xây dựng hay nhất trong 8 nhân vật, với những mâu thuẫn giằng xé buộc cô phải đưa ra sự lựa chọn không thể biết trước kết cục nó đem lại. Tuy phải chịu nhiều đau khổ, nhưng cô vẫn giữ cho bản thân mình bản lĩnh và lòng kiên định với sự lựa chọn của bản thân, để rồi tự mình hóa giải mâu thuẫn của mình mà không cần tìm đến sự trợ giúp của bất kỳ ai. Nếu phải chọn nhân vật biểu tượng cho nữ quyền nhất trong game, có lẽ không ai khác ngoài Primrose, người con gái xinh đẹp nhưng can trường độc lập, dám nghĩ, dám làm nhưng vẫn khát khao hạnh phúc. Và ba câu chuyện về lý tưởng sống trên có lẽ sẽ kết thúc tập thứ 2 của series về Octopath Traveler. Nếu như các bạn muốn tiếp tục xem video về chủ đề này, đừng quên bấm like, share video này và đăng ký kênh DMO. Còn nếu như các bạn thấy nó dở, hãy bấm nút dislike để bọn mình có thể cải thiện cho video kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.